Tôi thấy ông mới là xàm á, nãy giờ tôi thấy ông xàm lắm á. Ông hỏi vợ ông nghiêm túc lại chút xíu chứ. Ông nói chuyện tình cảm mà ông cà rỡn ai mà dám mai mối cho ông. Mời bạn nam. Rồi, rồi. Em giới thiệu về mình trước đi em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả, em chào tên bạn. Là Nguyễn Thị Kim Anh. Năm nay 26 tuổi. Em đang là nhân viên marketing cho đồ chơi Lego. Mình quê ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào chị Cát Tường. Em tên là Lê Tự Khang, năm nay em 31 tuổi. Em hiện tại đang làm việc tại thể thao Bình Dương.com, chuyên buôn bán các sản phẩm chính hãng về thể thao. Quê đâu bạn? Em quê Thanh Hóa. Hai bạn có thể nói chuyện với nhau đi. Em hiện tại ở Sài Gòn, em ở đâu vậy? Dạ em ở Bình Thạnh anh. Bình Thạnh với Lái Thiêu thì cũng 40-50 phút đi đấy. Anh quê ở Lái Thiêu hả anh? Quê ở Thanh Hóa nhưng mà hiện tại anh đang sinh sống và làm việc ổn định tại Lái Thiêu. À. Em có hay lên Lái Thiêu chơi không? Dạ không anh. Trời ơi. Bên đây chưa biết Lái Thiêu là đâu luôn, đang rất ngơ ngác. Em có thích thể thao không? Ảnh chơi thể thao quá trời kìa. Em chuyên bóng rổ, bóng chuyền, bóng ném, bida, bowling. Nói chung là những môn gì bằng tay thì em có thể chơi được hết. Trời ơi. Dạ, anh trải qua mấy thứ tình rồi anh? Anh mới có 3 mối tình thôi em. Còn em bao nhiêu? Dạ, em có 1 mối tình. Cố gắng phấn đấu bằng anh. Là sao? Sai sai, sai gì đó chị? Sai sai, sai gì thoát trời rồi. Anh cho em hỏi là anh có biết thuốc không? Anh thuốc có, rượu bia có em. Nhiều thứ xấu lắm. Nhưng nếu quen em thì biết đâu anh bỏ ngay. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích nhiều cái lắm. Đi du lịch là cái sở thích lớn nhất. Đi du lịch với em. Khang ở Bình Dương là Khang ở với ai Khang? Dạ em ở trong công ty luôn anh. Nửa lấy vợ về ở trong công ty luôn hả? Dạ, ra ngoài mình ở chứ anh. Em có chuẩn bị điều gì chưa? Chuẩn bị hết mọi thứ để lấy vợ, nhà thì chưa có. Ủa rồi mai mốt hai đứa mình nếu như mà có tiến tới thì mình sẽ ở đâu anh? Trời ơi, đi du lịch khắp nơi em, khách sạn. Chuyện gì đi hỏi vợ mà ở khách sạn trời. Trong cuộc đời mai mối của tôi bao nhiêu năm nay sao tôi choáng váng quá vậy? Qua tôi coi cái mặt ông này coi, ông giỡn hả? Lên đây ngồi kiếm vợ, lên đây giỡn hả? Trời ơi, em đang thiệt mà chị. Là chị... sao? Mà giờ tao hỏi nghiêm túc, lấy nhau ở đâu? Ở khách sạn là sao ông? Hiện tại thì nhà cửa thì em cũng chưa có đủ kinh phí để mua được. Thì sắp tới thì chắc chắn là sẽ có đủ kinh phí để mua. Nếu mà cưới nhau thì sẽ mua, phải mua nhà chứ. Cái đó là điều tất nhiên rồi chị. Đúng rồi. Anh về làm rể được không anh? Anh cũng chưa biết được, thôi nước đến đâu nhảy đến đó em. Em muốn một mẫu người bạn gái như thế nào? Thông minh, vui tính, sàm sàm một xíu. Uống bia được càng tốt. Ủa là sàm sàm chút xíu là sao? Sàm sàm mà vui vẻ đấy anh. À sàm sàm như nãy giờ vậy đó hả? Nè mà cô này cũng có thích hút thuốc. Mà chị thấy em hút thuốc nhiều quá, cái môi thâm đen xì lì luôn rồi kìa. Bỏ thuốc bớt đi, hại sức khỏe, được không? Dạ, cũng đang cố gắng chị. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Nói nhiều. Em không nói nhiều lắm anh ơi. Không phải nói, mình nói là mình nói vui vẻ, nói thông minh thôi. Chứ đi làm về để kể cái này, cái nọ, cái lọ, cái chai. Nói trời trăng mây gió, nói cho xuyến cái miệng là không được. Khi ta bị ức chế trong công việc thì ta cũng muốn về chia sẻ với chồng chứ. Có nghĩa là chia sẻ một cách là nó thông minh hoặc là nó như thế nào đấy. Chứ gặp ba cái bà chẳng nói nhiều, rồi nhiều chuyện tách việc lắm. Không nói nhiều sao xàm xàm, nãy mới nói thích người xàm xàm. Cái kiểu là xàm xàm mà nói là kể mà mình không muốn nghe đấy. Tôi thấy ông mới là xàm á, nãy giờ tôi thấy ông xàm lắm á. Ông hỏi vợ ông nghiêm túc lại chút xíu chứ. Ông nói chuyện tình cảm mà ông cà rỡn ai mà dám mai mối cho ông. Nghiêm túc. Mình lớn người ta tính 5-6 tuổi lần mình phải chững chạc, đồng ý không? Dạ đồng ý. Không giỡn nữa nha. Dạ. Mình có cần làm dâu gì không em? Có ai trong đây đâu không, làm cần dâu. Làm dâu. Rồi. Làm vợ thì được. Cũng xàm nữa. Được, cái này được. Cái này dễ thương mà. Nói chung á là mình nói chuyện vui nhưng mà cũng biết kềm chế chút xíu ha. Dạ. Cô bên kia làm marketing là cô hơi bị giỏi đó nha. Qua tôi xem mặt để coi làm sao. Chào anh. À chào anh. Dễ thương quá. Bây giờ em nghe em cảm nhận như thế nào về anh ấy? Em thấy hơi hoang mang tí. Không, đôi khi con người chứng mà mình chinh phục được thì cũng giỏi đấy. Yeah. Nó tốt đấy bạn. Đôi khi ta nói ào ào chứ trong lòng ta không nghĩ gì trơn á. Anh nói thế thôi, anh nói cho vui. Rồi nói riết là nó quen đó. Yeah. Nhưng thật sự trong lòng anh không có nghĩ những cái điều đó đâu. Yeah. Anh gửi cho bạn ấy giúp em nha. Nói bạn ấy gỡ liền tại chỗ. Mở cái hộp nhỏ trước nha. Hộp lớn mở sau. Hộp lớn của anh. Cảm ơn em. Hộp lớn bự hơn hộp nhỏ. Hộp bơ lớn của anh ha. Dạ. Để hỏi cho mình thấy quà mừng quá. Em không thích người đàn ông như thế nào?
Em không thích có tính đàn bà hay tính toán. Mẫu người lý tưởng của em là ba em. Bạn ấy chỉ cần đạt 7 trên 10 thì nghĩ là ok. Ba em thế nào? Em có nói thể nói sơ sơ về ba em? Không thuốc, biết rượu bia nhưng không uống nhiều. Trừ khi nào gặp đối tác hoặc là bạn bè thì mới xả da một tí. Đi đâu thì cũng sẽ có vợ có con, không bao giờ đi một mình. Không bao giờ mua sắm gì đó riêng tư cho mình. Cái gì cũng sẽ sắm cho gia đình. Ví dụ như mua tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả trang bị cho nhà. Đi làm về mà có mệt cách mấy thì cũng sẽ chở vợ con đi chơi một vòng. Nói chung là một người đàn ông của gia đình. Quá lý tưởng. Dạ. Để xem anh này anh được mấy phần trăm. Cô gái ấy như vậy, em cảm giác xem em có bao nhiêu phần trăm. Đáp ứng được ít nhất là trên 60%. Rất tự tin nữa. Bây mở giờ... qua kia, mở qua. Hộp hộp nhỏ nha anh. Hộp nhỏ nha, hộp lớn của anh. Ta mở nhẹ nhàng xé dữ vậy. Anh ơi, nó có câu hỏi đó anh. Mình trả lời đi anh. Hả? Yes. Đọc lớn lên em. Để thể hiện sự mạnh mẽ và dẻo dai của người đàn ông, hãy làm một hành động thể hiện điều đó. Vụ này tôi quen lắm. Cho mọi người thấy. Để chị qua chị kiểm tra. Đứng lên. Vụ này kiểm tra đi. Thiên mạnh mẽ đấy. Làm đi em. Chơi thể thao mà. Được. Khí thế cũng khí thế đấy. Mở tiếp đi coi cái gì trong đó nữa. Bạn có tài năng gì? Tài gì? Làm luôn. Tài nói xàm. Em thì thấy em chăm chỉ thôi chứ tài năng thì em hát hò gì ra. Không? Nhảy múa gì không? Hát cũng không biết hát lắm. Hát tài đi. Bây giờ hát được không ạ? Được. Hát đi. Rồi tôi về đây tôi ngồi tôi nghe. Tình yêu đó riêng cho em, một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao. Được. Rồi hát lấy rồi. Tiếp tục mở nữa. Tôi cũng hồi hộp theo dõi vụ gì nữa đây. Lấy ra cái gì vậy? Lại câu hỏi. Bây giờ mình thương thảo đi anh. Đọc nữa đây, đưa đọc. Không, không được, cái này không đọc được. Xong được. Bằng tài năng của bạn để thuyết phục anh Quyền Linh trao phần quà còn lại cho bạn. Vậy là quà này không phải của tôi. Nãy giờ ổng mừng hộp. Nãy giờ mừng trong bụng. Rồi đó, nói sao nói đi. Bây giờ anh em mà không có món quà này là mất trắng luôn anh. Hả? Mất gì? Ra về tay trắng đấy anh. Anh Linh hỗ trợ tạo điều kiện hỗ trợ em. Em muốn vợ lắm chưa? Muốn lắm rồi anh. Trong cuộc sống thì đôi khi mình phải vận dụng những cái sáng tạo, những cái năng động, những cái lanh lẹ của mình vào đúng chỗ. Nhiều khi mình vận dụng vào sai chỗ thì nó hoàn toàn lãnh hậu quả. Thôi, vì tình yêu của em, vì cô gái bên kia, anh trao món quà cho em. Hy vọng những điều may mắn hạnh phúc đến với em. Anh ơi, anh mở món quà ra luôn đi anh. Câu hỏi nữa. Có quà chưa? Lại là giấy bọc. Nãy giờ bị ăn hành nhiều quá này. Trời, mới có chút xíu hồi than rồi. Người ta thấy cái độ kiên nhẫn của anh đấy. Cái hộp quà đó thì cái món quà lớn là của anh, còn cái hộp quà nhỏ đó là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Con gà đó là được xếp từ Lego và đem từ Đan Mạch về. Còn cái hộp không là của anh. Cái hộp kia là của chị Cát Tường, có quà trống, đừng có mở của người ta. Trong đó có hai con, một con vịt Donald và một con vịt Donald nữ là của anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Một món quà dễ thương dành cho ông Mai bà mối nha. Dạ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Sẵn tiện mình trò chuyện với chị gái luôn đi. Em là em gái ruột của chị Kim Anh. Thì em có vài điều nói về chị em. Chị em rất là độc lập. Chị hay dẫn cả nhà đi du lịch đó. Thì nếu mà anh được nhà em mời đi du lịch thì anh có thể thu xếp đi du lịch với nhà em không? Được. Anh có thích giày không? Giày thì anh rất thích. Chị em rất là thích giày. Chị em chỉ mang sneaker. Chị em nói chung là rất là hấp người nên là cần một bạn trai cao hơn rất là nhiều. Và chị em hay nói nhiều và chị em về muốn có một người chia sẻ công việc này kia kia nọ. Ngày hôm nay chị gặp như vậy, ngày mai chị gặp như vậy thì anh có thể chia sẻ giúp chị được không? Nếu mà chia sẻ về công việc thì có thể chia sẻ đến sáng mai cũng được. Chị em, anh có thích một con người con gái mạnh mẽ, cá tính và không biết make up không? Rất thích em, cứ giản dị, bình thường, bình dân thôi.
chứ không sống ảo. Chị em vô công ty này thì rất là năng động, nên là em cũng hy vọng là anh cũng năng động giống chị em ha. Năng động thôi chứ tăng động là không được. À không, chị em năng động thôi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thôi, ai đi với bạn? Ngày nay em đi với chị gái. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, chào quý khán giả, chào em gái. Chị thấy là em gái rất là dễ thương. Bạn nam thì thấy cũng như anh chị nói là hơi xàm xàm. Nhưng mà bạn đã được một cái là rất là chăm chỉ, con người rất là thật, có sao nói vậy. Cũng như anh chị nói là bạn đó như không sắp xếp cái cách nói chuyện cho nó phù hợp với trong cái hoàn cảnh. Đó là khuyết điểm của bạn đó. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn cả nhà nha. Bây giờ kéo màn lên, bây giờ gặp nhau để chinh phục, để thể hiện chính mình. Bắt đầu. Em nói trước là em sẽ không biết nấu ăn. Mẹ em nấu ăn ngon lắm nên là phần lại mẹ nấu thôi. Anh thì có hay nhậu không? Thường xuyên hay nhậu do tiếp khách, tiếp đối tác. Công việc của anh chủ yếu là đối nội đối ngoại là nhiều. Anh đi làm về mệt mà em đầu anh phải chở đi, đi đây đi đó đi chơi. Tại vì em rất thích đi, em không thích ở nhà. Anh sở thích của anh cũng rất thích đi. Nếu ví dụ như cưới về mà em không nấu ăn được thì sẽ như thế này. Trời, anh nấu dân nhậu mà em lo gì. Anh lại nấu đồ nhậu luôn hả? Anh thấy em cũng năng động, thông minh, xinh xắn, duyên dáng, mênh mang, hồn hậu. Cảm ơn. Không biết em có ấm áp hay không. Anh cũng dễ thương. Nói chung là cũng có một tí gì đó là của gia đình. Hồi nãy thấy cái bóng không à, nghe nó khác. Bây giờ gặp cái hình rồi, bạn cảm nhận sao? Được hơn chút chút. Hết thời gian. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bắt đầu. 1 2 3. Hết thời gian. Không ai bấm nút hết trơn vậy. Lý do? Em cần một người che chở em nhiều hơn, chịu đi chơi với em nhiều hơn thì. Bạn trai? Thôi nếu mà không hợp nhau thì chia tay sớm đỡ đau khổ. Cũng là một quan điểm. Anh có một lời khuyên cho bạn trai. Mình cũng lớn rồi, cần đặt câu chuyện đúng nơi, đúng chỗ. Gửi tặng. Em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm á. Nói gì thì bữa đó sáng cứ cua cô nào, tối mới cô đó, gì đâu. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha. Dù sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ đã gặp nhau ở một điểm nào đó. Hy vọng họ sẽ cùng nhau đi trên con đường suốt cuộc đời còn lại, quý vị nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hà Màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào mọi người, chào hai MC Cát Tường và Quyền Linh. Em tên là Lê Lưu Thùy Trang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên sale phòng khách sạn cho một công ty du lịch Nhật chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Em năm nay là 24 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê mình thành phố Hồ Chí Minh luôn em? Dạ, gốc của em là Bến Tre nhưng mà em sinh ra và từ nhỏ lớn thì là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn trai giới thiệu. Mình tên là Huỳnh Trung Dũng, sinh 1986. Quê ở Long An, hiện tại sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm nghề gì vậy? Mình là nhân viên kinh doanh. Hợp mai nhau đấy. Một bên sale, một bên kinh doanh là ha. Lĩnh vực của em là lĩnh vực gì? Em hiện tại bây giờ là xây dựng với lại gỗ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nhiều mối tình lắm mà. Nhiều nhiều lắm bao nhiêu? Chắc hơn 10. Hơn 10? Wow. Dạ. Những mối tình nào sâu đậm nhất? Dài là chắc khoảng được 3 đến 4 năm. Tại em đi làm nhiều quá rồi không thời gian quen. 10 mối tình rồi mà chưa có thời gian quen. Ủa rồi bây đi giờ? Làm nhiều mà, đi làm nhiều lắm. Em đi suốt luôn. Rồi giờ bây có giờ thời gian là... quen chưa em? Dạ bây giờ là chắc chắn rồi. Bạn nữ thì sao? Tình sử của bạn như thế nào? Dạ thì trước đó em khi mà em đi học thì em có quen một người. Nhưng mà chắc tại cũng còn trẻ nên cũng không đi tới đâu. Những điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì? Cho là chuyên ngành của em là về nhà hàng khách sạn nên em có thể làm bánh hoặc là pha chế nước. Còn điểm yếu của em chắc là em không có được khéo tay cho lắm. Bạn trai có điểm mạnh, điểm yếu gì bạn? Điểm mạnh của em chắc em giao tiếp tốt, rất tự tin về giao tiếp. Sống sao lên đây run quá. Quên chữ hết. Còn điểm yếu?
Thì em nói nhiều. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Chiều cao thì do là em cũng hơi thấp đó, nên em muốn là bạn ấy cao hơn em thì khoảng cỡ 1m65 trở lên là ổn. Tóc tai thì em muốn là gọn gàng nhưng mà nhiều tóc một chút xíu. Bên bệnh nhiều tóc không vậy? Mới cắt tóc đó chị ạ. Cái gì cắt tóc là tóc ngắn, tóc dài, còn cái này người ta hỏi nhiều hay ít, hiểu không? Có tóc. Rồi tiếp đi em. Em không thích những bạn nam mà mặc quần lửng ngắn quá, màu mè quá, là mặc đồ nhìn cho nó men men một chút. Em muốn là bạn đó phải điềm đạm, biết chăm lo cho gia đình. Rồi để chị qua chị coi. Yêu cầu vậy bên đây có đáp ứng được không? Dạ chắc chịu sức. Dạ chào chị. Có tóc. Trời chuẩn mà. Được. Mình có cái tật xấu gì không? Em một ngày em làm việc gì mệt á, em hay tối em hay ngủ, em hay nói lại trong buổi đêm đó. Ôi vậy hả? Rồi sao? Bạn em hay nhắc lại không à? Em ngủ với mấy bạn em là nhắc lại không à? Thường hồi đó giờ mới, thí dụ như mới gần đây nhất là nói cái gì? Không, mấy nay em cũng mình em. Mới gì thì bữa đó sáng nó cua con nào, tối mới cô đó, có gì đâu. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm nha. Để đi công tác, về là ngủ với vợ, mớ kêu tên cô khác là chết luôn á. Mình có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Mà đó làm nhà hàng á, nên em tiếp nhận rất những đối tượng cũng là tùy theo từng lớp á, nên mình cũng biết hòa đồng nha. Mà cán chọn thì không đưa ra tiêu chuẩn gì hết? Không đưa ra được chị ơi, khó lắm. Tiêu chuẩn em khi em nói ra hôm nay em làm việc tốt, một lời bữa sau các em đã không nổi rồi biến rồi. Như nay dọn nhà đi, em dọn sạch lắm, em dọn là dọn cho sạch, còn không dọn thôi em để đó. Nên tính ra là dễ mà không dễ. Dạ đúng, anh giống khó, giống thế. Khó, anh không có khó, nhưng mà anh rồi, không có dễ. Xem mình đàn gái thế nào nha, anh trai. Chào em. Anh kia là kinh doanh rất là giỏi, em có một cái ước mơ làm một cái dự án nào trong tương lai không? Dự án trong tương lai thì em cũng muốn là tự bản thân mình kinh doanh. Hiện tại thì em với bạn em có hợp tác kiểu kinh doanh mô hình nhỏ thôi về lĩnh vực ăn uống. Đó cũng là một ý tưởng ha. Hy vọng rằng với cái ý tưởng của anh giám đó, anh kinh doanh bên đây, anh sẽ phát huy cái ý tưởng của em lên nữa. Anh thấy hai người cũng hợp đấy chứ. Bên đây cũng đẹp trai rồi nha, bên đây cũng đẹp gái. Hôm nay em có đi với ai không nè? Dạ hôm nay em đi với lại ba mẹ và em ruột ạ. Xin chào MC Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Chào cháu. Chào bác. Vâng, chào cháu. Cũng xin cảm ơn là chương trình đã cặp đôi cho con tôi. Và tôi thấy là cháu đây thì được. Về hình dáng, hình thể bên ngoài là được, tương xứng với con gái thôi. Nếu cao hơn chút xíu nữa thì đẹp. Nãy cháu nói chuyện đấy thì chú thấy rất là vui. Là cháu là một con người năng động, như thế là rất tốt. Để chú nói thật là nhà cửa thì cũng rộng rãi, có điều kiện, cũng rất muốn là nếu cháu có sau này hai đứa nên gia đình thì có thể ở chung với cô chú cũng được, không sao. Và có thể cô chú sẽ đi một chỗ vị trí khác cô chú ở, còn giao cái đó lại cho hai đứa. Đó là vì nó là như thế, chứ cũng không phải là ở rể đâu. Mà nếu có chung gia đình với cô chú thì càng quý. Đấy, mà quan trọng nhất là hai bên phải có một lòng tin vào nhau và sự tôn trọng tuyệt đối trong cuộc sống. Mất lòng tin và mất sự tôn trọng nhau thì không nên duy trì cái tình cảm đó nữa làm gì. Và người đàn ông phải có nghĩa vụ bảo bọc đối với gia đình. Xin cảm ơn. Dạ. Cô có chuyện gì không? Cô thấy nếu hai con mà yêu nhau được thì tốt. Cô cũng dễ lắm. Dạ. Con cảm ơn hai cô, hai chú chia sẻ thẳng thắn con những điều đó, con rất là quý. Nếu mà có thể là quen được bạn Trang thì con sẽ cố gắng. Cảm ơn. Và gia đình bên bạn trai thì anh hai đi với chú với lại em gái. Chào Hiền Linh và Cát Tường. Tôi danh nghĩa là chú nhưng mà làm chú cùng làm công ty. Cặp đôi này á thì mình thấy là cái độ sáng ngang nhau. Cháu được 25 tuổi rồi mà chưa có một tình yêu, hôm nay mới gặp Dũng thì thật sự ra cái điều này mình nghĩ là hôm nay là mình rất là vui cho Dũng. Thì Dũng, cái khó của Dũng là chưa tìm được một người nào như vậy. Ý là Dũng muốn tìm một người mà chưa có hề yêu ai à? Nhưng mà Dũng không nói ra à. Có nghĩa là như vậy, cái khó của Dũng là cái khó đó. Bầu trời Sài Gòn đang nắng và chợt mưa. Mình nghĩ là có lẽ là cái niềm hạnh phúc sẽ đi đến cho cặp đôi này. Xin chào tất cả. Dạ, cảm ơn chú ạ. Coi như là duyên tiền định ha. Chúc mừng bạn nha. Rồi, bây giờ cho cặp đôi này gặp hai nhau đi. Bạn sẽ gặp gỡ nhau để xem có hợp với nhau không. Nào, chúng ta kéo màn lên. Không gian này của bạn đấy, mời bạn. Dạ, chào anh. Anh có món quà, không có gì vậy? Trong này sách không à? Dạ, em cảm ơn. Anh có cảm nhận như thế nào về em mà? Anh nhìn em là có một cái
Nói chung là cái nét gì giống giống anh một xíu. Anh cảm giác là anh thích điều đó. Dạ. Ừ. Anh có muốn là ở chung với gia đình em? Anh thì nơi nào cũng là nhà của anh. Anh thì không có hút thuốc, không cờ bạc. Cái đó là anh không có, anh ghét cái gì đó. Tại rượu bia thì anh không thích luôn. Tại vì công việc của anh là anh phải nhậu. Cho em hỏi là trong cuộc sống á, khi mà giải quyết những cái vấn đề khó khăn á, thì anh có dứt khoát hay không ạ? Anh tánh anh là gọn. Dạ. Tại quyết định đầu tiên mình lúc nào đúng hết rồi. Mình càng suy nghĩ là càng sai. Em có một cái vấn đề gì đó mà lỡ mà làm cho anh hiểu lầm hay cái gì đó thì anh sẽ phản ứng như thế nào? Mình phải biết cái nào lúc nào sai thì mình mới đưa ra kết luận. Nếu mà tin nhau thì anh đi nhiều mà anh sợ không được tin anh thôi. Chứ anh phụ nữ là anh sẽ tin nhiều lắm rồi. Bạn nữ có một hướng kinh doanh hồi nãy nói đó. Dạ. Trong tương lai thì bạn có thể hỗ trợ chia sẻ với ông bạn trai. Giống như mở cửa luôn luôn sẵn sàng. Dạ. Tại vì kinh doanh mà phải sẵn sàng điều đó rồi. Nên anh đến đây rồi thì anh cũng mong rằng anh sẽ thấy. Thấy gì anh? Được. Ủa sao đứng hình luôn rồi? Hãy nhìn thẳng vào mắt bạn họ nữ. Đang nhìn nhau đắt đắm đúng rồi. Cứ nhìn nhau, nhìn rồi nhìn thẳng vào mắt nhau và hãy nói điều gì đấy bằng suy nghĩ của mình. Anh có chút khó, hơi khó tính nha trong người. Anh dễ nhưng mà có những lúc anh khó. Em hãy quyết định do em thôi, anh đã chọn em từ lúc đầu rồi. Khi mà nãy ngồi bên này nghe thì em cũng có cảm nhận là anh giống đến 70% đến 80% người em muốn. Trái tim của bạn mách bảo như thế nào? Em thì chưa có rung động. Nhưng mà em thích chứ không biết là thế nào. Thì từ đó chưa biết yêu thật sự là thế nào. Đó thì chưa biết yêu thật sự là thế nào. Dạ. Thì cái đó là phải cần cái thời gian. Tại vì em sống tình cảm lắm, chứ không phải sống về cái nhìn đầu tiên. Người nào càng tình cảm thì anh cái đó em mới yêu. Còn mà sống không tình cảm thì yêu. Vậy đó. Cái đó em cũng đồng quan điểm với anh. Bạn nữ hát một bài hát gì đó tặng bạn nam đi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Bạn nam hiểu bạn nữ hát gì không? Hả? Dạ. Hiểu bác hát gì không? Nghe tình cảm mà em hiểu. Hả? Em nghe em nhìn cái miệng em hát thôi chứ em nghe tới cái lời. You are my sunshine. À. Hãy để tay vào nút bấm. Cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra từ nãy giờ. Hãy sống thật trong một nút bấm. Nào. 3 2 1 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau để kỷ niệm ngày gặp gỡ. Bạn trai nãy có nói rằng bạn trải qua nhiều mối tình, nhưng thật sự là những cái mối tình gọi là giới thiệu qua lại gặp mặt nhau để đi làm cũng không có gì ha. Chúc mừng cho các bạn. Đây là những chiếc vé xem phim, những cái không gian tạo cho các bạn có điều kiện để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Hãy đi xem phim với hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên, gửi tặng cho hai bạn. Chúc đôi bạn trẻ sẽ sớm để tìm được hạnh phúc nha. Chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống.